Ai xin chào mọi người. Không nhìn chồng xấu quá. Chồng anh xấu cơ. Nhìn em gọi chào mọi người. Nhìn luôn mọi người. Đấy, phải như thế mà được không? Nói chuyện với vợ chồng mình thật ra chỉ mang tiếng cười và tiếng cái tích cực đến cho mọi người thôi. Thế cho nên là mọi người đừng có kiểu. Còn nữa, chồng ơi. Nó đi ăn đâu, tí nó ăn đêm. Tí cho vợ đi ăn phở. Nhá. Thế tí nữa cho vợ đi ăn phở được không? Được không? Bụng vừa đói. Đói, very đói. Đói lắm. Nếu làm bụng vợ lo là cái bụng vợ vui lắm đúng không? Đúng rồi. Chỉ luôn luôn dịp vào đây. Đập chất của bên dầu khí. Tôi có cả quần áo luôn mà. Trông anh Long như kiểu bị tai biến. Trông như kiểu bị tai biến. Chồng ơi. Ủa, bên này nhìn mình mặc bộ ấy tưởng mình điên nhá. Chồng ơi, trông chồng rồi ông bị tai biến. Lên tha đi thuyền. Trông nhìn lực nhảy. Ôi lực. Nhìn rất là nhờ luôn. Sắc Long. Chiến luôn. Đấy. Mọi người nhìn nhá. Nhìn này, ảo thuật này. Đấy. Ôi. Nhìn nó bướng luôn hộ gái hả? Ôi trông ngớ ngẩn cực anh ạ. Đây nó gọi là cha để đi nhỉ? Ôi thề luôn, trông cái đầu của anh đội cái mũ trông giống hệt ngày xưa lúc em chọc đầu ấy. Thấy bù. Ôi luôn. Ôi anh Long ơi, em cười em chảy hết cái mắt ra này. Anh mặc cả bộ đi ạ, lỏng lắm em ạ. Nhìn thấy không? Được. Mọi người bảo anh đừng tăng giá dầu nữa. Đây, phải có cái quyển sách ấy, đọc cái quyển sách ấy. Chồng. Đây. Chồng giống mấy. Ơ, cái gì này?